Chào cả nhà nha. Hôm nay mình cách ly không có làm gì được. Bữa nay mình đi ra cuốc để trồng đỏ đó các bạn. Cuốc mấy dòng để trồng đỏ nè, cuốc ở sau này nè. À, thấy chưa? Cuốc đó. Nay mình ra cuốc chỗ đó mình làm trồng ba rau ba bốn dòng để ăn các bạn ơi. Đây, đợi chút xíu mình lấy cuốc ra mình cuốc chỗ đó các bạn. Nay mình làm cán cuốc các bạn ơi. Cuốc làm vòng lên vòng trồng mấy mấy vùng mấy đồng rau đó. Ở đó các bạn ơi, ngồi nghỉ chút xíu bạn, cố có chút xíu mệt dữ, lâu lâu mình cố một lần nghe nó mệt nhé, để chút xíu mình cố hết cái này luôn các bạn ơi. Ở đó là nhà mình đó các bạn, thấy mọi người nhìn thấy chưa, đó là nhà mình đó, chích lá là trên lập ba cái cao su mà bây giờ nó cách te tua hết rồi. Định chừng nào có tiền mình sửa lại cái nhà, lập tôn lập gì lại để cho nó, đừng cho nó nước nó dọn các bạn. Này cũng 4-5 năm rồi, lá nó mục hết rồi, trên là lá nó mục hết rồi đó, thấy cao su đó các bạn, thấy chưa, cao su đó trắng trắng là cao su luôn, nó mục hết rồi đó. Tính làm tạm tạm dài 1-2 năm nữa đấy, rồi đó mình có tiền mình làm cái mới. Thấy quay lên vậy để cho các bạn xem vậy thấy ngày ngày cũng chết rồi.